Trực tiếp có nghĩa là mình tác động trực tiếp lên trên một cái vật thể nào đó, đúng không? Mà không qua phải qua một cái trung gian, không qua một cái giai đoạn trung gian nào. Thì ở đây cái kỹ thuật mà nhuộm màu trực tiếp của chúng ta sẽ cũng được hiểu như vậy. Nhuộm màu trực tiếp ở đây của chúng ta, đó là một cái kỹ thuật nhuộm một lần, duy nhất một lần, để cho ra được một cái màu sắc như mong muốn. Được chưa các bạn? Rồi, thì trong cái quá trình mà chúng ta nhuộm trực tiếp thì bắt buộc là chúng ta phải có cái gì? Có cái gì để mình hỗ trợ vô? Có cái gì vô? Cái thuốc gì mà chúng ta mới nói? Ngoài cái màu nhuộm là tiếp thuốc nhuộm ra, đúng không? Thuốc nhuộm thì chúng ta cần phải có cái oxy. Thì hai cái thành phần này là không thể thiếu trong quá trình nhuộm của chúng ta rồi. Nhưng mà trong cái kỹ thuật nhuộm trực tiếp của chúng ta là để đảm bảo được cho cái màu sắc của chúng ta nó lên đúng màu, thì chúng ta sẽ không thiếu cái gì? Đúng rồi, chúng ta sẽ không thiếu cái màu nhuộm 0.00, đó chính là cái màu nâng nền. Được chưa các bạn? Một cái mà các bạn lưu ý trong cái kỹ thuật nhuộm màu trực tiếp của chúng ta, thì chúng ta đã biết là nhuộm màu trực tiếp là nhuộm một lần cho ra được màu như ý muốn, đúng không? Thì trong cái những cái màu sắc ở trong cái kỹ thuật nhuộm của chúng ta là chúng ta sẽ có những tông màu nào? Thứ nhất là tông nóng và thứ hai là tông lạnh. Tông nóng của mình là gồm có những tông nào? Các bạn kể tên cho mình. Thứ nhất là vàng. Cho mình cái số chấm của nó luôn. Vàng là chấm mấy? Chấm 3. Đồng, chấm 4. Nâu đỏ, chấm 5. Và màu đỏ là chấm 6. Thì đó chính là những cái tông màu thuộc về tông màu ấm, tông màu nóng. Thì chúng ta có thể là sử dụng cái kỹ thuật là nhuộm màu trực tiếp. Các bạn lưu ý nha. Nhưng mà bên cạnh đó là cái tông mà tông màu lạnh. Tông màu lạnh của chúng ta là gồm có những tông nào? Thứ nhất là chấm mấy? Chấm 1 là màu gì? Tròn. Chấm mấy nữa các bạn? Chấm 2 là tím. Và chấm mấy? Chấm 7 màu rêu. Khi các bạn đã trong quá trình các bạn nhuộm đắp rồi thì sẽ không có màu. Ok các bạn nha, các bạn sẽ nhớ cho mình là cái xanh lá nó sẽ được gọi là tông màu gì? Màu rêu. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ nhớ là ba cái góc màu chấm 1, chấm 2 và chấm 7 là nó sẽ thuộc về tông lạnh. Thì các bạn sẽ không được sử dụng cái kỹ thuật nhuộm trực tiếp một lần được. Bởi vì sao? Nó sẽ không cho được các bạn ra được cái màu như các bạn mong muốn. Và khi mà chúng ta đã làm đến cái những cái tông màu lạnh này rồi thì các bạn sẽ phải trải qua một cái bước, đó là bước gì? Bước gì? Tạo gì? Tạo nền cho cái mái tóc của chúng ta. Thì khi mà cái tóc của chúng ta nó có nền rồi thì chúng ta sẽ đưa những cái màu lạnh này vô thì nó mới ăn được. Được chưa các bạn? Còn khi mà ví dụ như chúng ta muốn nhuộm màu rêu, mà nếu mà cái tóc của chúng ta đang là tóc đen nguyên thủy, chưa có được xử lý cái nền, mà chúng ta lại sử dụng cái tiếp màu rêu để chúng ta nhuộm lên thì nó sẽ sao? Nó sẽ không ra được một cái màu rêu chính xác của chúng ta. Các bạn nhớ nhé. Thì trong cái quá trình mà nhuộm kỹ thuật nhuộm trực tiếp thì chúng ta sẽ chỉ được thực hiện trên những cái tông màu của tông ấm và nóng. Được chưa các bạn? Rồi các bạn ghi tiếp. Rồi khi mà chúng ta đã biết được là cái khái niệm về cái kỹ thuật nhuộm trực tiếp rồi, và những cái tông nào thì nên nhuộm trực tiếp và những nào không nên nhuộm, thì chúng ta sẽ có qua cái phần thứ hai, đó chính là những lưu ý trong quá trình nhuộm trực tiếp. Những lưu ý ở trong đây của chúng ta là sẽ là những lưu ý nào? Trong cái quá trình mà kỹ thuật chúng ta nhuộm trực tiếp là chúng ta sẽ phải sử dụng đến cái tiếp màu nâng nền là 0.00, đúng không? Thì cái hàm lượng mà chúng ta sử dụng cái 0.00 đó như thế nào sao cho hợp lý, thì nó chính là nằm ở trong cái phần hai nhỏ, đó là những lưu ý. Thứ nhất là chúng ta sẽ lưu ý vấn đề nào? Sử dụng gì? Sử dụng kem nâng nền 00, đúng không? Thứ nhất. Thì để mà đảm bảo cho chúng ta là trong cái quá trình mà chúng ta nhuộm màu trực tiếp, để cái màu sắc của chúng ta nó lên được chính xác, thì chúng ta sẽ phải sử dụng thêm cái sản phẩm là thuốc nhuộm kem nâng nền 0.00. Thì cái hàm lượng mà để chúng ta sử dụng cái 00 này trong cái lúc mà chúng ta pha thuốc thì chúng ta sẽ được sử dụng như thế nào? Bởi vì các bạn hình dung là trên tóc của khách hàng của chúng ta thì có người là sợi tóc của chúng ta to, có người sợi tóc của người khách là vừa, và có người thì mạnh. Do đó là trong lúc mà chúng ta pha thuốc, chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta sẽ pha là người khách A và người khách B, người khách C hoàn toàn giống nhau được.
mà chúng ta sẽ căn trên cái gì sao, trên cái sợi tóc của người ta, cái tình trạng tóc của người khách đó, là chúng ta sẽ pha màu cho nó chính xác, được chưa các bạn? Thì cái cách sử dụng kem nhuộm nâng nền không không được pha trong cái chén thức nhuộm, chúng ta sẽ được sử dụng như thế nào? Thì chúng ta sẽ xác định là tóc của người khách đang trong tình trạng nào. Ví dụ tóc sợi to thì cái chén thuốc của chúng ta sẽ pha bao nhiêu phần không không ở trong cái chén đó. Tóc sợi vừa thì bao nhiêu phần và tóc sợi nhỏ thì bao nhiêu phần. Được chưa các bạn? Thì chúng ta trong cái chén thuốc mà chúng ta pha thì chúng ta sẽ có một phần là màu nhuộm thời trang. Màu nhuộm thời trang ở đây là chính là màu gì các bạn? Màu gì? Màu khách chọn, đúng không? Cái màu mà người khách vô người ta chọn, cái màu mà người ta cần nhuộm. Thì khi mà trong quá trình mà chúng ta nhuộm màu trực tiếp, chúng ta sẽ sử dụng thêm là 0.00. Thế thì cái hàm lượng giữa hai cái này, tỷ lệ nó sẽ được xác định trên dựa vào cái nào? Dựa vào cái tình trạng tóc của khách hàng. Thì việc đầu tiên của chúng ta là cái người khách đó chúng ta vô, chúng ta sẽ phải phân tích được cái sợi tóc. Ví dụ như chị ở đây, chị Hảo, đúng không? Thì cái sợi tóc của chị rất là mạnh. Mặc dù là các bạn nhìn vô là tóc của chị chưa nhuộm, đúng không? Tóc của chị đang là màu đen nguyên thủy. Thì bây giờ khi mà chúng ta nhuộm, kỹ thuật nhuộm trực tiếp lên trên tóc của chị, nó sẽ khác so với lại nhuộm trực tiếp ở trên một cái mái tóc mà sợi tóc được dày hơn. Ví dụ như bạn Linh, đúng không? Sợi tóc của bạn Linh là sợi tóc sẽ to sợi hơn là sợi tóc của chị Hảo. Do đó là khi mà chúng ta pha cùng một màu sắc, cùng một cái loại thuốc nhuộm, nhưng mà cái hàm lượng nó sẽ làm sao thay đổi khác nhau dựa trên cái tình trạng tóc của khách hàng. Thì bây giờ khi mà chúng ta có sợi to, tóc của người khách là to sợi, thì giữa hai cái này thì cái phần nào nó sẽ chiếm nhiều hơn? Các bạn theo các bạn, thì cái màu nhuộm với cái màu nâng nền, khi mà chúng ta pha thuốc trên cái người khách mà sợi to, có nghĩa là cái sợi của người ta là sợi thô, sợi tóc thô ráp các bạn, thì chúng ta sẽ sử dụng cái hàm lượng nào nhiều hơn? Màu 00, 0.00 là màu nâng nền, chúng ta sẽ được sử dụng nhiều hơn. Được chưa các bạn? Rồi, thế thì cái màu 00 và màu nhuộm thời trang này chúng ta sẽ được pha như thế nào đối với người khách sợi tóc vừa? Tỷ lệ nó sẽ sao? Bằng nhau. Được chưa các bạn? Và ngược lại là nếu mà sợi tóc nhỏ thì khi chúng ta sẽ pha màu, chúng ta sẽ pha như thế nào? Màu thời trang nó sẽ sao? Nhiều hơn so với lại cái màu 0.00. Rồi các bạn cho mình một cái ví dụ. Tóc của khách hàng đang ở level 3. Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ khách hàng, cái màu mà khách hàng mong muốn đó chính là 7.46. Các bạn cho mình cái tên gọi của màu này luôn. Màu gì các bạn? Nó to lên. Đầu ánh đỏ. 7 ở trong cái đồng ánh đỏ này là cũng dạng như là tông sáng các bạn nhé. Được chưa? Rồi, thì từ 3 lên 7 là 4 cấp độ, đúng không? Khi mà chúng ta, và cái một cái lưu ý đó là phân tích sợi tóc của người khách này. Sợi tóc này của người ta là sợi to. Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ cái chén thuốc của chúng ta sẽ có những gì trong đây? Đầu tiên, màu khách chọn là màu gì? 7.46. Chúng ta sẽ cộng thêm 0.00 và cộng thêm oxy, đảm bảo là không có bị khô tóc là oxy mấy? Oxy 9%. Được chưa các bạn? Rồi, chúng ta sẽ cho tỷ lệ cho mình. Giữa hai cái này sẽ nhiều hơn, đúng không? Bây giờ trên một cái mái tóc của khách hàng, ví dụ như mà tóc của khách, cái tóc của khách là tóc lỡ, thì chúng ta sẽ sử dụng khoảng chừng cái chén thuốc là 120ml, được không? Thì oxy là 120ml, thì ở bên phần này tổng của nó cũng sẽ là 120, được chưa các bạn? Thì bây giờ các bạn sẽ chia ra cho mình đi, cái nào nó sẽ nhiều hơn? Không là 80. Đúng rồi, chúng ta sẽ chia cái phần 120 này ra của mình làm
3 phần. Thì cái phần 0.00 này nó sẽ chiếm 2 phần và cái 7.46 này chúng ta sẽ chiếm 1 phần cho các bạn. Cái này sẽ là 80 và cái này sẽ là 40. Các bạn lưu ý cho mình nha, trong trường hợp này là trong trường hợp tóc sợi gì? Tóc to sợi. Thế thì trong cái trường hợp mà tóc của người ta vừa sợi thì như thế nào? Tức là các bạn chúng ta sẽ thay đổi cái hàm lượng của hai cái mốc này xuống đúng không? Thì nó sẽ là bao nhiêu? 60 và 60. Được chưa? Các bạn hiểu vấn đề này chưa? Là cái thứ nhất là chúng ta lưu ý về cái sản phẩm kết thúc nâng nền và cái hàm lượng chúng ta sẽ sử dụng trong quá trình chúng ta nâng. Được các bạn? Rồi các bạn ghi vô. Rồi cái lưu ý thứ hai, lưu ý thứ hai trong kỹ thuật nhuộm trực tiếp của chúng ta đó là lưu ý về mã số màu nhuộm. Rồi các bạn theo dõi trên cái bảng màu của chúng ta. Thì trong cái bảng màu của chúng ta, khi mà chúng ta sử dụng bảng màu là một cái dụng cụ hỗ trợ trong việc mà nhuộm tóc, thì chúng ta sẽ để ý là khi mà khách hàng chọn một cái màu sắc nào đó trong cái bảng màu này là cái màu mà người ta mục tiêu mà người ta cần nhuộm được á, thì bây giờ các bạn sẽ để ý là nếu mà cái màu mà khách chọn mà là cái mã màu của người ta là sau dấu chấm là những con số 3, 4, 5, 6 là những cái tông màu nào? Tông màu ấm nóng thì chúng ta sẽ nhuộm trực tiếp được. Và nếu mà khách hàng mà vô mà khách hàng người ta chọn là những cái tông mà ví dụ như tông rêu, tông cho này các bạn, tông 1 đúng không? Và bây giờ nếu mà người ta muốn là nhuộm để ra được cái tông cho là cái màu cho nó có ánh cho trong đó, thì nếu mà chúng ta nhuộm trực tiếp một lần, nghĩa là chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm thuốc nhuộm này và chúng ta sẽ nhuộm trên tóc của người khách hàng đó trên cái nền tóc đen, thì lúc đó cái tóc của người ta có lên được màu cho, nó sẽ không lên được màu cho, mà chúng ta sẽ phải trải qua một cái bước, đó là bước tạo nền, tạo một cái lớp nền trên tóc của người ta, thì sau đó chúng ta sẽ đưa màu nhuộm những cái tông màu lặng vô thì nó mới ăn được. Thì những cái mã màu nào thì không nhuộm trực tiếp được các bạn? Chấm mấy? Đầu bài mình đã nói rồi. Chấm 1, chấm 2 và chấm 7. Được chưa các bạn? Rồi các bạn ghi vô. Thế thì đâu phải là lúc nào mà người khách người ta chọn tông lặng là mình cũng từ chối, mình không nhuộm, đúng không các bạn? Mà khi mà người ta chọn cái tông lặng mà người ta muốn nhuộm cái tông màu tím, ví dụ như người ta muốn tím, mà bình thường là cái màu, cái nền tóc của người khách đang là nền tóc đen, các bạn đưa màu tím lên nó sẽ không bao giờ nó lên được màu tím đẹp, nó chỉ là màu nâu ánh tím nhẹ thôi, chứ nó không lên được cho chúng ta là màu tím chuẩn luôn, đúng không? Thì khi mà ví dụ người khách hàng mà người ta muốn nhuộm màu tím hay là màu rêu thì chẳng lẽ là mình sẽ từ chối hả? Vậy mình sẽ phải sử dụng như thế gì? Tạo một cái nền bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng riêng cái tiếp màu nhuộm 0.00 cộng với lại oxy 9%, và bắt đầu mình sẽ tạo một cái nền trên tóc của khách hàng. Được chưa các bạn? Và các bạn lưu ý nha, các bạn lưu ý một cái là trong cái quá trình nhuộm, các bạn sử dụng oxy càng cao thì cái tóc của chúng ta nó sẽ càng khô. Được chưa các bạn? Do đó là mình sẽ sử dụng cái tông cái oxy 9 là cái oxy mà mình được sử dụng thông dụng nhiều nhất. Được chưa? Rồi, thì ngoài các bạn nhớ là ngoài cái tông nóng ra thì tông lạnh chúng ta vẫn có thể nhuộm được, nhưng mà chúng ta sẽ không còn là trong cái kỹ thuật nhuộm màu trực tiếp nữa, mà chúng ta sẽ gọi là nhuộm gì? Nhuộm hai lần. Được chưa? Qua cái gián tiếp đó là cái gì? Nâng cái nền tóc lên. Rồi chúng ta ghi tiếp. Thì các bạn lưu ý cho mình là khi mà mình sử dụng 0.00 thì các bạn có canh cái thời gian giống như là mình nhuộm tóc không? Các bạn lớp tập trung nè. Khi mà chúng ta sử dụng cái 0.00 riêng biệt 0.00 cộng với oxy để chúng ta tạo một cái nền cho tóc, thì các bạn khi mà chúng ta bôi thuốc nhuộm 0.00 lên tóc thì các bạn có canh thời gian giống như là mình nhuộm màu không? Có canh không các bạn? Mình sẽ canh thời gian hay là mình canh cái cấp độ sáng của cái tóc đang lên? Mình sẽ canh cái cấp độ của tóc
Các bạn nhớ nha, bởi vì cái không thông này, cái hoạt động của nó là nó sẽ tăng dần cái level lên của chúng ta. Do đó là ví dụ như mà cái mục đích của các bạn là muốn nhuộm được cái màu sau khi mà chúng ta hoàn thành cái màu nhôm, nó nằm ở cấp độ nào thì chúng ta sẽ nâng cái nền lên ở cấp độ đó. Được chưa các bạn? Chứ còn nếu mà chúng ta để cái 0.00 được maximum luôn là nó sẽ càng sáng lên. Được chưa? Do đó là ví dụ như là tóc của khách hàng đang ở level 2 hoặc là 3, bây giờ người màu khách chọn là tông 6 thì các bạn muốn nhuộm những cái tông màu lặng thì các bạn sẽ nâng lên, nâng cái kem 0.00 này cộng với oxy-9 lên trên tóc, nó sẽ tăng lên từ 2 nó chuyển lên 3, xong sau đó nó chuyển lên 4 và nó dần dần khi mà nó đạt được cái level 5 hoặc là 6 thì bắt đầu là chúng ta sẽ biết được là dừng, chúng ta sẽ cho đem đi xả tóc ra. Thì khi mà xả ra chúng ta sẽ xả bằng dầu, bằng kem xả tóc như bình thường, xả sạch ra và chúng ta sẽ sấy khô, sau đó là mình sẽ bắt đầu mình sẽ pha màu nhuộm, màu khách chọn đó là mình sẽ nhuộm lên. Các bạn nhớ nha, khi mà chúng ta nâng nền chúng ta phải xả tóc, xả sạch ra, chúng ta sẽ không để nguyên, chúng ta nhuộm lên nha. Bởi vì sao? Cái hoạt động của nó là nó cứ tăng cấp độ lên, do đó là mình phải xả ra để cho giữ lại cái tông màu mà mình mong muốn. Thì khi mà chúng ta nâng cái sản phẩm 0.00 này lên trên tóc của chúng ta thì cái nền tóc của người khách nó đã có màu chưa các bạn, hay là nó chỉ là cái level thôi, cái cấp độ sáng tối thôi, nó chỉ là cái cấp độ sáng tối thôi nha, chứ nó chưa có phải là một cái màu nào đó, chứ không phải là các bạn nâng 0.00 lên trên cái tóc của người ta mà nó ra được cho các bạn màu đồng hoặc là màu đỏ, không có. Nó sẽ là cái cấp độ sáng tối, nó sẽ tăng dần cấp độ lên. Được chưa các bạn? Thì khi mà chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta nâng nền 0.00 thì chúng ta sẽ không canh thời gian mà chúng ta sẽ canh theo cái cấp độ của tóc. Rồi. Cái thứ ba mà chúng ta cần lưu ý là nãy giờ các bạn để ý là mình đang nói đến cái vấn đề là nhuộm trực tiếp trên cái tóc từ tối đến sáng. Đúng không? Từ tối lên sáng mình đang nói đến cái vấn đề đó nãy giờ. Thì bây giờ nếu mà theo các bạn là nếu mà một người khách mà người ta nhuộm đã nhuộm cách đây khoảng chừng từ 1 tháng hay là 1 tháng rưỡi rồi thì cái màu của người ta mà nhuộm trước đó là quá sáng đi, thì bây giờ người ta muốn đến một cái salon để người ta nhuộm cho cái màu sắc của người ta nó tối xuống thì bây giờ các bạn có còn pha thuốc theo cái này không? Các bạn có còn xác định là ở tóc của người ta là sợi to thì mình phải cho cái hàm lượng 0.00 vô trong cái chén thuốc đó. Ví dụ, một ví dụ cho mình, tóc của khách hàng đang là ở màu vàng sáng 8.3, được chưa? Bây giờ màu khách chọn là người ta muốn giảm màu xuống, còn người ta muốn nhuộm cái màu đồng tối, có nghĩa là 5.4. Được chưa các bạn? Thì bây giờ trong cái trường hợp này các bạn có còn pha 0.00 cộng với 5.4 cộng với oxy nữa không? Nó sẽ càng sao? Đúng rồi, nó sẽ oxy, nó sẽ có 0.00 thì vô, nó sẽ không làm cho màu tối xuống, đúng không? Và nó sẽ làm sao? Nó sẽ không đạt được cái mục đích của chúng ta. Thì trong cái trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Chắc chắn là 0.00 là không có, đúng không? Thì nếu mà các bạn sử dụng 5.4 cộng với oxy mấy? Oxy 6, được chưa? Nếu mà chúng ta sử dụng 5.4 cộng với oxy 6 chúng ta nhuộm lên trên tóc có xuống màu được không? Có xuống nhưng mà nó không xuống được đúng cái mục đích chúng ta sử dụng. Và một phần thứ hai nữa là khi mà chúng ta chỉ sử dụng cái 5.4 này cộng với oxy 6 lên trên cái nền tóc thì khi mà sau khi chúng ta nhuộm xong, màu của chúng ta có thể đạt được rồi, nhưng mà người ta về người ta sử dụng nó có bền được hay không? Nó có bền được hay không? Không bền được. Mà sao chỉ ta chỉ cần gội một vài lần thôi là bắt đầu cái màu của chúng ta nó sẽ càng ngày nó càng bị trôi ra và nó sáng trở lại, đúng không? Thì cho là mình cho là sau khoảng từ 1 đến 2 tháng thôi là cái tóc của chúng ta nó đã bị trở lại rồi. Do đó là ở trong cái trường hợp này thì chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Màu đầu tiên là với chúng không 5.0, được chưa? Cái nhiệm vụ của cái màu tự nhiên trong cái quá trình này là nó chính là làm gì? Nó cấp cho chúng ta cái hạt màu tự nhiên
để cho nó làm cho cái tóc của chúng ta là sập xuống, và quan trọng nhất là làm gì về sau? Giữ được bền màu. Được chưa các bạn? Thì cái lưu ý thứ ba của chúng ta là lưu ý là tóc đang từ sáng chuyển xuống tối. Được chưa? Rồi các bạn ghi vô lưu ý ba. Và một cái lưu ý nữa là các bạn để ý với mình là trong cái trường hợp này là nó sẽ rơi vào cái trường hợp mà những người khách mà người ta đã tẩy tóc rồi, có nghĩa là người ta đã trong cái trước đó là người ta đã nhuộm những cái tông màu tẩy là sao, tẩy thành cái nền tóc vàng, sau đó người ta mới nhuộm những cái tông màu lặn vô. Thì khi mà chúng ta những người khách mà tóc đã từng tẩy rồi và người ta quay lại, người ta muốn nhuộm những cái tông màu nâu tối như vậy, thì nếu mà chúng ta sử dụng cái màu của khách chọn tối ấy, mà mình chỉ đọc cái oxy thấp thôi mà mình dùng lên, thì chắc chắn là nó có bền được không các bạn? Chắc chắn là nó sẽ không bền được. Chúng ta cần thêm cái gì? Thêm cái đặc quan trọng là cái gì? Màu tự nhiên. Có cái này vô rồi thì cái tóc của chúng ta nó sẽ sao? Cái màu của tóc của những người khách đó nó sẽ bền được. Được chưa các bạn? Rồi. Sau cái lưu ý thứ ba thì chúng ta sẽ có còn một cái lưu ý cuối cùng. Cái lưu ý về cái gì? Lưu ý về cái gì các bạn? Trong cái quá trình mà chúng ta nhuộm tóc thì các bạn có nhuộm từ trong chân tóc và ra ngoài cọng tóc không? Không, đúng không? Mà chúng ta luôn luôn phải chừa cái chân tóc ra là từ 2-3 cm. Sau đó là đủ cái thời gian rồi, là từ 20-25 phút rồi, bắt đầu chúng ta mới nhuộm vô trong cái phần chân tóc. Thì cái lưu ý thứ tư mà mình muốn nói các bạn ở đây đó chính là cái lưu ý về cái gì? Về thời gian nhuộm chân tóc. Được chưa các bạn? Có nghĩa là mình sẽ sau cái quá trình mà mình nhuộm cái thân và cái ngọn rồi thì chúng ta sẽ nhuộm tiếp tục đến cái phần chân tóc ở trong cùng. Nhưng mà chúng ta nhuộm xong chúng ta sẽ canh thời gian là bao nhiêu lâu. Được chưa? Rồi chúng ta sẽ qua một cái lưu ý thứ tư. Thời gian khi nhuộm chân tóc. Lưu ý thứ tư, thời gian khi nhuộm chân tóc. Thì về cái lưu ý này, các bạn cũng sẽ dựa trên cái gì? Bởi vì tóc của người khách là không ai giống ai, đúng không các bạn? Người thì sợi to, người thì sợi mạnh, mà ngay từ đầu mình đã nói rồi. Thì bây giờ đối với cái chân tóc, các bạn cũng sẽ phải dựa trên cái phân loại cái sợi tóc đó. Ngay từ đầu là các bạn biết là sợi tóc đó là sợi tóc to, thì mình sẽ sử dụng cái nồng cái hàm lượng 0.00 nó sẽ nhiều hơn, đúng không? Thì đồng nghĩa với việc là khi mà chúng ta nhuộm cái chân tóc thì cái chân tóc của những người tóc to đó nó cũng sẽ được là gì? Thời gian nó sẽ là lâu hơn đối với người tóc mỏng. Thì nó sẽ cụ thể như thế nào các bạn sẽ ghi vô. Được chưa các bạn? Rồi, đó chính là những cái lưu ý quan trọng mà chúng ta cần phải nắm được khi mà chúng ta sử dụng cái trong cái quá trình là kỹ thuật nhuộm màu trực tiếp. Thế thì chúng ta quay lại cái bảng màu. Quay lại cái bảng màu các bạn. Từ bữa trước các bạn đã bắt đầu, chúng ta đã tìm hiểu về cái gì? Cái dãy này là dãy cấp độ, là chúng ta đã biết rồi đúng không? Đối với trang này chúng ta biết rồi. Những cái trang tiếp theo là những cái tông màu hiển thị từ màu .1-7 là chúng ta đã biết hết rồi, đúng không? Thế thì còn một cái trang cuối cùng ở trong cái catalog màu sắc của chúng ta. Còn một cái trang cuối cùng ở trong cái catalog màu sắc của chúng ta mà chúng ta chưa biết đến, đúng không các bạn? Thì bây giờ các bạn có từng có hỏi mình là thấy cái trang cuối cùng nó hiển thị điều gì? Thì bây giờ các bạn sẽ tìm hiểu về cái trang cuối cùng này. Cái dãy, cái hai con số đầu tiên mà hồi nãy mình đã nói với các bạn là 0.00 là nó thuộc về màu nắng nền, đúng không? Thế thì những cái tông màu ở dưới đây, các bạn để ý là đầu tiên là cái ký hiệu của những cái tông màu này, trước dấu chấm là con số mấy? Trước dấu chấm là con số mấy các bạn? Số 0. Rồi các bạn phân tích lại cái màu dụng cho mình nhé. Đây là dấu chấm đúng không các bạn? Sau dấu chấm là con số 0, mà trước dấu chấm là một con số khác, 1.
2, 3, 4, 5, vân vân. Thì những cái màu này người ta sẽ được gọi là màu gì? Màu tự nhiên. Được chưa các bạn? Phân biệt cho mình nhé. Rồi tiếp theo, sau dấu chấm là con số 0, tiếp dấu chấm cũng là con số 0, thì đây gọi là màu gì? Màu thân nền. Được chưa? Thế thì bây giờ dấu chấm của mình cũng có luôn, mà sau dấu chấm của mình là một con số, ví dụ là con số 3, trước dấu chấm cũng là một con số, ví dụ là 5 hoặc 6 hoặc 7 vân vân, thì đây người ta sẽ gọi là màu gì? Không, màu gì đó là màu gốc. Màu gì các bạn? Màu thời trang. Màu thời trang. Được chưa các bạn? Được chưa? Các bạn phân biệt được ba cái chưa? Thế còn một cái cuối cùng là sau dấu chấm là một con số, ví dụ là 4, nhưng mà trước dấu chấm lại là một con số 0, thì màu này nó chính là màu gì? Màu gì? Màu mít. Màu mít hay người ta còn gọi nó chính là màu màu bổ sung. Được chưa? Màu bổ sung nhưng hoặc là màu phối. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cái màu này. Bởi vì sao? Trong cái quá trình nhuộm, cái màu mít này, ví dụ mà chúng ta không có màu mít thì chúng ta vẫn nhuộm ra được. Nhưng mà nếu mà có nó thì cái màu sắc của chúng ta nó sẽ làm sao? Nó càng được cung cấp nhiều cái, nó được bổ sung nhiều cái hạt màu hơn, thì nó sẽ làm cho cái màu tóc của chúng ta sẽ được sao? Sẽ được đậm màu hơn, rõ màu hơn, và quan trọng là nó sẽ làm cho cái tóc của mình nó bền màu. Được chưa các bạn? Thì bây giờ chúng ta sẽ qua một cái phần ba lớn, đó chính là màu bổ sung, hay còn gọi là màu mít. Rồi, thế thì theo các bạn là các bạn đọc cái tên, các bạn khi mà chúng ta nghe cái tên gọi của cái màu này, đó chính là màu bổ sung. Bổ sung ở đây nó chính là bổ sung thêm, cung cấp thêm những cái hạt màu để cho cái màu sắc của chúng ta nó được rõ hơn, nó được đậm hơn và được bền màu hơn. Thì khi chúng ta nhìn cái màu là màu bổ sung hay màu mít là nó có công dụng như vậy. Được chưa các bạn? Rồi chúng ta ghi vô. Thế thì các bạn để ý trên cái bảng màu này của mình là khi mà cái màu mít của chúng ta nó sẽ sau cái dấu chấm của sau dấu chấm ở trên cái ký hiệu của cái mã màu mít, thì các bạn để ý là sau dấu chấm nó chính là những cái gốc màu thuộc về tông màu chính, đúng không các bạn? Ví dụ là ở bên đây của chúng ta là có màu tím là màu số bao nhiêu, các bạn cho mình một con số đi về màu tím. Một màu tím 6.2, đúng không các bạn? Thì khi mà chúng ta pha một cái chén thuốc để mà chúng ta nhuộm một cái mái tóc tím cho khách, thì ngoài là việc mà chúng ta phải nâng một cái nền lên, đúng không, tạo một cái nền cho tóc của khách hàng trước, thì khi mà chúng ta pha một chén màu nhuộm thì ngoài cái thuốc gì 6.2 hoặc là 7.2 cộng với lại oxy, và chúng ta sẽ có thêm một cái gì nữa, thêm một cái gì nữa, thêm một cái màu mít tím. Và màu mít tím ở đây của chúng ta nó hiển thị là con số mấy? 0.22. Có nghĩa là sau dấu chấm cái con số của nó là được thể hiện là tương tự như là cái màu chính của chúng ta. Thì tương tự như vậy là màu vàng là có 0.mấy? 0.33. Màu đồng là 0.44. Màu đỏ là 0.66. Tiếp tục, có màu số 8 là nó sẽ là màu mix của màu blue là màu xanh dương, và màu 0.99 nó chính là màu mix của màu xanh rêu là màu green. Được chưa các bạn? Rồi các bạn ghi cái dãy nó vô cho mình nhé. 0.2 màu bổ sung ta sẽ có 0.11. đầu tiên 0.11 đó chính là màu gì? Màu cho, hay người ta còn gọi tiếng Anh là màu ash. Được chưa? Màu xám đó. Tiếp tục, 0.22
màu gì? Màu tím. Điều đấy. Tiếp tục 0.33 yellow. Được chưa? 0.44 màu gì các bạn? Màu đồng. Alright. Màu đỏ làm 0.mấy? 0.66. Đấy. Tiếp tục màu mix của màu blue là 0.88 và blue. Và cuối cùng là 0.99 là mix green. Green là màu gì các bạn? Màu xanh rêu. Được chưa? Rồi khi mà chúng ta đã biết được cái mã số màu rồi thì sau này chúng ta đi mua cái sản phẩm mà màu nhuộm, chúng ta nhìn vô chúng ta sẽ biết được nó là màu màu mix của tông màu nào. Được chưa các bạn? Được chưa? Rồi, thì trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng màu mix, chúng ta sẽ không có một cái lưu ý nhỏ là màu mix này nó sẽ được sử thường được sử dụng cho những cái tông màu là cấp độ của chúng ta là từ 6 trở lên. Bởi vì nếu mà chúng ta nhuộm từ 5 trở xuống là có phải là những cái tông màu đó là những tông màu gì? Tông màu tối. Thì đã gọi là tối rồi thì chúng ta sẽ không cần thêm cái màu mix nữa, mà chúng ta cái màu mix này sẽ được sử dụng cho những cái tông màu từ vừa cho đến sáng. Bởi vì càng sáng thì chúng ta cần phải có những cái hạt, cái màu bổ sung này vô để cho cái màu sắc của chúng ta được bền hơn. Thì trong cái quá trình mà chúng ta pha cái màu mix thì chúng ta cũng phải lưu ý đến một cái là tùy vào cái cấp độ màu của khách chọn thì mình sẽ pha hàm lượng cái màu mix này bao nhiêu phần. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có một cái quy ước riêng, rồi chúng ta sẽ ghi vô. Được chưa các bạn? Thế thì bây giờ các bạn lưu ý cho mình là lúc mà chúng ta pha cái màu mà có màu mix ở trong đó, lúc mà chúng ta pha cái màu mà có màu mix ở trong đó, ví dụ như là màu khách chọn là màu 7.22, đúng không? Còn bây giờ ngày hôm nay còn có ai mắc là 7.22 là màu gì không? Hả? À, đâu còn ai gọi là tím mắt tím, đúng không? Mà chúng ta nhìn vô là chúng ta sẽ biết là cái màu này là màu tím đậm. Được chưa? Rồi 7.22 cộng với OC9, đúng không? Ngoài ra là trong cái quá trình mà chúng ta nhuộm cái màu 7.22 này, chúng ta sẽ cho thêm vào trong đây cái màu mít tím. Để làm gì? Nó được cái màu tím thì nó càng được trong hơn, càng được đẹp hơn, tươi hơn, đúng không? Thì màu mít tím của mình là 0.22. Được chưa các bạn? Rồi, bây giờ ví dụ như là cái hàm lượng cái bên đây của mình là cấp độ mấy? Cấp độ 7 thì mình sẽ cho bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu các bạn? 10%, đúng không? Rồi, nếu mà bây giờ cái chén thuốc của chúng ta đang là cái màu, cái chén thuốc của chúng ta đang cần cho cái mái tóc đó là 100ml. Oxy là 100ml. Thì bây giờ cái hàm lượng của cái này cũng là 100g. Đúng không các bạn? Hàm lượng của cái này là 100g. Nhưng mà các bạn lưu ý cho mình nè, khi mà các bạn pha màu mix vô thì các bạn sẽ chỉ có tính cái tỷ lệ giữa cái oxy với cái màu gì? Màu này gọi là màu gì? Hồi nãy mình mới nói màu, ý là màu tím rồi nhưng mà nó tên gọi nó là màu thời trang, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ chỉ căn cái tỷ lệ của cái oxy với cái tỷ lệ của màu thời trang thôi. Còn cái màu mít này, màu mít này là màu được mình cho thêm vào, mình sẽ không tính với lại cái oxy. Các bạn lưu ý mình nhé, mình sẽ không tính với oxy. Bởi vì nếu mà các bạn cho thêm oxy nữa là cho thêm 2, để cho thêm bao nhiêu? 10% của cái này vô nữa. 10% nó khác với lại 10g, 10ml nha các bạn. Nếu mà một cái chén thuốc của mình mà 200ml thì có nghĩa là 10% của nó là bao nhiêu? 20ml, đúng không? Nếu mà mình cho thêm 20 vô nữa thì cái chén của chúng ta nó sẽ bị sao? Loãng màu. Do đó là khi mà chúng ta sử dụng cái màu mix này nè, màu mix thì chúng ta sẽ không cộng vô trong cái khối lượng của oxy, mà chúng ta sẽ chỉ dựa vào đây. Được chưa các bạn? Được không? Thế thì nếu như mà không phải là con số màu tím này mà chúng ta sử dụng là màu, ví dụ là cái tông màu ấm đi, là 7.44, đúng không? Thì cái màu mix này của chúng ta sẽ được thay vào là
0.44. Được chưa? Mà đối với cái màu 7.44 này là màu thuộc về tông gì? Tông ấm, tông nóng đúng không? Thì các bạn có nhuộm trực tiếp được không? Được đúng không? Mà muốn nhuộm trực tiếp được thì chúng ta sẽ phải có thêm cái gì nữa? 0.00, có nghĩa là cộng với lại 0.00. Được không? Thì trong cái trường hợp này là nó đến 3 cái thành phần rồi, với oxy nó là 4. Thì bây giờ nếu mà cái chén thuốc của chúng ta mình cần là cần 120ml, ví dụ như một cái máy tóc lỡ là 120ml oxy, thì tương tự như vậy là cái vé bên đây cũng phải là tổng của cái này cũng phải là 120g, đúng không các bạn? Nhưng mà 120g này là theo các bạn nghĩ là nó là của phần nào với phần nào? Của phần 00 và phần 7.44. Còn cái phần này nó chỉ là phần biết thêm được thôi, đúng không? Thì các bạn có cộng thêm cho số lượng nữa không? Số lượng nữa không? Không, cộng vô. Được chưa các bạn? Giờ các bạn cho mình cụ thể luôn đi. Ví dụ là 120g trên sợi tóc vừa. Trên sợi tóc vừa đúng không? Là mình sẽ có 60g 0.00 cộng với lại 60g 7.44. Và cái này được 120 rồi đúng không? Là xong rồi. Và mình sẽ mix thêm cho cái chén thuốc đó của mình một lượng 0.44 là 1 lít đồng, đúng không? Và chiếm bao nhiêu phần trăm? 10%. 10% của 120 là bao nhiêu? Là 12g, đúng không? Là mình sẽ cho vào trong cái chén thuốc đó 12g mix 0.44, và mình sẽ không cộng vô trong cái hàm lượng của oxy. Được chưa các bạn? Các bạn sẽ nhớ là chúng bạn nhớ cho mình là màu mix là màu được bổ trợ thêm vô, và mình sẽ không tính trong cái chén thuốc mình pha. Được chưa các bạn? Được không? Các bạn hiểu chưa? Rồi. Về cái bạn màu mix này có ai nãy giờ chưa hiểu không? Có ai còn thắc mắc cái màu mix này không? Có ai? Các bạn đa số các bạn hiểu hết rồi đúng không? Rồi. Thì nếu mà các bạn hiểu hết rồi thì mình sẽ cho các bạn hai ví dụ cụ thể. Hai ví dụ cụ thể đó chính là hai cái mái tóc mà các bạn cần phải xử lý. Và các bạn lưu ý nha, cái ví dụ nó rất là quan trọng. Ví dụ ở đây là để làm gì? Sau này mình về mình muốn làm cho một người khách nào đó thì mình có một cái cơ sở để mình làm. Bởi vì hai cái ví dụ ở đây mình muốn nói đến các bạn là hai cái ví dụ mà các bạn rất là hay thường gặp. Một cái ví dụ thứ nhất là dành cho cái người khách là tóc nguyên thủy chưa qua một lần nhuộm nào. Được chưa? Hoặc là đã nhuộm rồi nhưng mà lâu lắm rồi, là mấy năm rồi người ta bỏ hết rồi. Thì giờ tóc của người ta là tóc nguyên thủy. Còn một cái ví dụ thứ hai là nhuộm màu trực tiếp ở trên cái nền tóc đen hai khúc. Hai khúc là như thế nào? Theo các bạn hiểu hai khúc là sao? Hai khúc có nghĩa là người ta đã nhuộm một thời gian rồi, là từ 3 đến 4 hoặc 5 tháng sau, thì người ta quay lại, người ta một là người ta muốn giữ lại cái màu nguyên, cái màu cũ là người ta sẽ nhuộm chân, còn hai là người ta muốn đổi qua một cái màu mới nhưng mà vẫn là ở trong cái kỹ thuật nhuộm trực tiếp của mình, thì các bạn sẽ xử lý như thế nào? Được chưa? Ở đây mình đang trong bài ngày hôm nay của mình là đang là bài về kỹ thuật nhuộm trực tiếp, thì mình sẽ ví cho các bạn ví dụ về kỹ thuật nhuộm trực tiếp. Chứ nếu mà bình thường mà các bạn thấy tóc hai khúc thì việc an toàn của các bạn là các bạn sẽ nâng cái chân tóc lên, đúng không? Nâng cái phần tóc đen lên cho nó bằng với lại cái phần ở ngoài, rồi sau đó mình mới nhuộm nguyên một màu mới. Nhưng mà ở đây là nếu mà trong cái phạm vi mà mình nhuộm còn có thể nhuộm kỹ thuật trực tiếp được thì chúng ta vẫn có thể xử lý được. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua hai cái ví dụ. Các bạn nhớ ghi lại những ví dụ của mình nhé. Rồi bây giờ giả sử là các bạn là những người thợ. Giả sử các bạn là những người thợ thì bây giờ cái người khách bước vô như vậy thì chúng ta đã có được cái giả thuyết rồi đúng không? Cái này mình đã có được cái giả thuyết rồi. Là thứ nhất là tóc của khách đang ở level 2, 3 và màu của khách chọn là màu 6.46. Thì bây giờ nếu mà giả sử các bạn là những người thợ thì đầu tiên vô các bạn sẽ phải dạy các bạn sẽ xử lý như thế nào đối với mái tóc này. Ở đây là mình đang cho các bạn một cái ví dụ thực tế để cho các bạn có thể về các bạn xử lý được. Thì đầu tiên là mình sẽ phải
xác định được cái tóc của chúng ta, được chưa? Là đúng rồi, là xác định, là phân loại được tóc là sợ to hay sợ nhỏ. Thì đầu tiên là phải phân loại tóc, đúng không? Đầu tiên của chúng ta là phải phân loại tóc. Thì phân loại tóc của chúng ta là sợi to, vừa hay là nhỏ sợi, được chưa các bạn? Rồi tiếp tục, khi mà chúng ta đã phân loại được cái sợi tóc rồi, xác định được sợi tóc rồi, thì chúng ta sẽ nhắm đến là màu, cái màu sắc này mình có nhuộm được trực tiếp hay không, được không các bạn? Nhìn vô được không? Góc mấy? 4-6 là tâm màu ấm, nhìn trực tiếp được không? Được. Rồi thì bây giờ mình sẽ làm gì nữa? Thế sao? Pha màu, đúng không các bạn? Không hết. Các bạn sẽ có cái gì? Có cái gì? Bây giờ mình sẽ vận dụng hết những cái kiến thức mà từ đầu đến cuối mình học nha. Kể cả màu bổ sung, cả màu gì mình cho vô đây luôn. Rồi mình sẽ có cái gì đầu tiên là 6.46 đọc 0.00 đọc. Vận dụng hết đi các bạn. Màu này là màu đồng ánh đỏ. Thì bây giờ mình sẽ vận dụng như luôn là cái màu mix của các bạn. Các bạn khách người ta muốn là ánh nào nhiều. Bây giờ nếu người ta muốn ánh đồng nhiều là mình sẽ cho mix nào, và muốn ánh đỏ nhiều thì mình sẽ cho mix nào, là chúng ta sẽ có màu gì? Không, sẽ không có cái màu 0.46 đâu. 0.66 là mix gì? Mix đỏ. Là các bạn đang muốn là cái mái tóc đó là đang có ánh đỏ nhiều, đúng không? Ok các bạn, mình sẽ cho 0.66, được chưa? Và cộng với cuối cùng là oxy 9%, được chưa các bạn? Rồi giả sử các bạn tự cho mình luôn là cái mái tóc này là tóc sợi gì? Sợi to, đúng không? Rồi to sợi. Các bạn đang làm được gần như là một nửa đoạn đường rồi đó. Bây giờ pha thuốc xong là cái cách nhuộm các bạn như thế nào thôi. Rồi các bạn chia tỷ lệ cho mình luôn. Sợi to, ví dụ sợi to thì rất chắc chắn là cái nào nó sẽ nhiều hơn? 0.00 nó sẽ nhiều hơn cái màu thời trang, đúng không? Thì bây giờ ví dụ là cái tóc của chúng ta là bao nhiêu gram các bạn? 90 ml, 90 ml, được chưa? Thì các bạn chia cho mình đi. 90 thì cái 6.46 này nó sẽ chiếm mấy phần? Một phần ba là bao nhiêu? 30. 30 gì? Gam hay mil? Gam. 0.00 60 gam. 0.66 gấp cỡ mấy? 6 là bao nhiêu phần trăm? Bao nhiêu? 5%. 10% của 90 là 9 gam. 5% là bao nhiêu? 4,5 gam. Ok chưa các bạn? Biết cách chia chưa? Biết cách chia tỷ lệ chưa? Rồi ok. Có nghĩa là hai phần này tỷ lệ nó sẽ bằng cái oxy. Và cái màu mix này nó chính là màu bổ sung mà mình sẽ không tính trên đây. Rồi quan trọng đến đây là pha màu. Pha màu được ok là nó chỉ có chiếm được 50% thôi. Còn bây giờ cái cách dụng của các bạn nó như thế nào? Là nó chiếm 50% còn lại. Nếu mà pha một chén màu đẹp mà cái cách dụng của các bạn sai thì coi như là cái màu đó có đẹp hơn nữa là nhuộm lên cũng bị lỗi, được không? Thế thì theo các bạn là cái cách nhuộm của chúng ta sẽ nhuộm như thế nào? Cách nhuộm, được chưa? Chúng ta sẽ nhuộm như thế nào? Nhuộm từ đâu? Bài trước mình học rồi. Nhuộm từ sau trước, từ sau ra trước hay là từ trước ra sau? Từ sau ra trước. Nhuộm từ dưới lên trên hay từ trên xuống dưới? Từ dưới lên trên, có nghĩa là chúng ta sẽ nhuộm cái phần dưới gáy trước, được không các bạn? Thì thường là một cái mái tóc nhuộm là chúng ta sẽ nhuộm hai người, và chúng ta sẽ chia đôi ra ở phía sau. Mình sẽ chia làm 4 phần, được không? Mà tí xíu nữa là các bạn sẽ biết được cái cách nhuộm tóc, là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Phía sau mình sẽ chia đôi ra và hai phần hai bên là tổng cộng cái đầu của mình được
bốn phần và mình sẽ bắt đầu mình nhuộm từ dưới gáy lên. Các bạn lưu ý cho mình nha, nhuộm từ dưới lên trên và từ sau ra trước. Mình không được làm ngược lại là từ trên xuống dưới. Bởi vì nếu mà từ trên xuống dưới là ở trên đây nó đã rực màu rồi mà dưới đây nó chưa có. Được chưa các bạn? Do đó là từ dưới lên trên. Và trong cái quá trình nhuộm là các bạn sẽ nhuộm như thế nào? Đối với cái tóc này là tóc gì? Tóc nguyên thủy là tóc đen, sợi tóc của người ta đen như vậy. Từ trong ra ngoài là một màu đen, đúng không? Thì bây giờ các bạn sẽ nhuộm như thế nào? Chừa chân tóc từ 2-3cm. Và mình sẽ bắt đầu mình nhuộm từ phần này và kéo dài ra đến phần ngọn. Được chưa? Bước 1 vô là mình sẽ làm như vậy. Và mình sẽ nhuộm từ dưới đây cho lên hết cái đầu này với cái chân tóc là chừa đều ra từ 2-3cm. Được chưa các bạn? Rồi, sau khoảng thời gian từ 20-25 phút, các bạn nhớ ghi vô nhé, nhớ ghi vô những cái bước thực hiện nha. Sau khoảng thời gian từ 20-25 phút thì các bạn sẽ lấy cái chén thuốc đó, chắc chắn là chén thuốc đó vẫn còn, đúng không? Còn nếu mà không còn là nó đã không còn ngay từ đầu rồi, đúng không? Nếu mà các bạn chưa nhuộm xong cái phần này mà nó đã hết thuốc thì có nghĩa là các bạn phải đi pha thêm một lần rồi. Được chưa? Thì các bạn khi mà mình 20-25 phút rồi thì các bạn sẽ kiểm tra cái tóc. Các bạn sẽ mở cái tóc ra, các bạn kiểm tra cái phần mà mình vô thuốc từ nãy giờ. Các bạn mở ra, các bạn sẽ thấy cái tóc của mình nó đã lên màu chưa? Đã lên chưa? Lên rồi. Nó đã lên cái màu đồng, ánh đỏ trong đó. Và mình sẽ bắt đầu mình sẽ tiến hành là mình lấy cái chén thuốc đó mà mình bôi tiếp theo vô cái phần ở đấm chân. Được chưa các bạn? Bôi tiếp theo cái phần ở đấm chân. Và thời gian dựa vào gì? Dựa vào gì? Dựa vào cái sợi tóc mà chúng ta phân tích ngay từ đầu. Thì các bạn đang cho tóc là tóc sợi to thì cái chân tóc của chúng ta sẽ được để bao nhiêu? Từ 7 cho đến 10 phút. Được chưa các bạn? Rồi các bạn cộng lại thời gian của mình coi. Từ 7 đến 10. Ở bên đây là 25. 25 cộng với 10 là 35. 35 mà cộng là đâu phải là chỉ có 35 phút đúng không? Mà các bạn còn cái quãng thời gian mà các bạn vô thuốc trong chân, đúng không? Các bạn sẽ cộng với cái khoảng thời gian mà các bạn vô thuốc trong chân. Nếu mà chúng ta vô thuốc nhanh thì có nghĩa là cái tóc của chúng ta nó sẽ ngắn thời gian lại. Còn nếu mà chúng ta rề rà, chúng ta vừa vô chúng ta vừa nói chuyện thì chúng ta sẽ bị sao? Các bạn, chúng ta vô chân mà chúng ta nhớ là trong cái chân tóc của chúng ta nó là thân nhiệt của chúng ta là đã là cao đúng không? 37 độ. Thì khi mà chúng ta vô trong cái chân tóc của chúng ta là cái màu nó rất là ăn nhanh. Giống như phần tóc ở ngoài này phải để 25 phút thì nó mới lên màu. Nhưng mà phần trong chân tóc này chỉ từ 3-10 phút là nó đã lên bằng cái ở ngoài rồi. Đúng rồi, do đó là nếu mà chúng ta cái kỹ thuật của các bạn mà vô trong chân tóc lâu quá hoặc là vô không đều thì cái xíu cái chân chúng ta sẽ bị đốt. Bởi vậy các bạn có thấy là những cái mái tóc mà nhuộm mà tự nhiên ở trong chân này, nhất là trên cái phần đỉnh ở trên nó bị rực lên là do cái gì? Là do người thợ không chừa chân. Mà mình thấy rất là nhiều, đúng không? Do là người ta không chừa 2-3cm này thì khi mà vô thuốc từ trong ra ngoài như vậy thì cái chân nó sẽ là cái phần tóc bị sáng nhất, đúng không các bạn? Rồi thì khi mà chúng ta cộng vô như vậy thì cái tổng cái thời gian của chúng ta đối với một cái mái tóc nhuộm là từ bao nhiêu? Từ 40-45 phút, đúng không? Đúng chưa các bạn? Là chúng ta đã hoàn thành xong một cái mái tóc nhuộm. Đây là một cái ví dụ dễ, được chưa? Rồi bây giờ ví dụ đầu tiên này có ai thắc mắc gì không? Nếu mà không thì mình sẽ qua một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai là tóc không còn là tóc nguyên thủy nữa. Nguyên thủy thì các bạn kéo từ trong ra là dễ rồi. Nhưng mà cái tóc thứ hai mà mình muốn nói đến các bạn là tóc nhuộm trực tiếp cho phần cho tóc gì? Tóc gì? Đã qua nhuộm hoặc là người ta nói là tóc 2 khúc. Được chưa? Tóc 2 khúc thôi nha. Đừng có 3 khúc là các bạn xử lý méo mặt đó. Ví dụ 2. Một nửa màu nâu đỏ. Màu đỏ đi các bạn, màu nâu đỏ thì nó đang nó còn mờ mờ có, tại vì màu nâu đỏ không có màu mít. Ở đây mình đang nói đến màu đỏ đây để cho các bạn mít vô nha. Rồi, màu đỏ. Đỏ gì các bạn? Đỏ sáng hay đỏ gì? Đỏ sáng là 6.66.
nha. 6.66. Rồi, các bạn phân tích cho mình. Đây là cái sợi tóc của khách hàng, đúng không? Thì 10 cm, đây 10 cm là đang là nguyên vị cấp độ 2 hoặc 3, được chưa? Đuôi tóc của khách hàng đã qua nhuộm màu đỏ sáng là 6.66, được chưa? Rồi bây giờ cách xử lý như thế nào? Cách xử lý thứ nhất là chúng ta phân tích đây là gốc, đây là tông màu gì? Nóng. Nóng thì có cần phải có dùng trực tiếp được không? Được. Thứ nhất là dùng trực tiếp được. Thứ hai là sợi tóc của người khách này vừa nha, sợi tóc vừa được không? Nãy giờ các bạn ai cũng muốn to sợi, các bạn né mấy người mỏng sợi ra, mốt sao các bạn làm được, đúng không? Nãy giờ mình để cho các bạn tự chọn, các bạn dành cho to sợi không to thì dễ quá rồi, nhưng mà vừa với mỏng thôi, được chưa? Rồi vừa sợi, được chưa? Rồi bây giờ cái cách xử lý của mình như thế nào? Thay vì bình thường nếu mà chúng ta không nhuộm ở kỹ thuật nhuộm màu trực tiếp, đúng không, thì chúng ta sẽ phải nâng cái phần đen này lên, nâng cái phần đen 10 cm này lên, sau đó chúng ta xả sạch và bắt đầu mới ra cái nhuộm màu. Và bây giờ cái màu khách chọn, cái màu này đã nhuộm đây à, các bạn quay lại bài một chút xíu nhé. Màu 6.66, các bạn phân tích nữa cho mình nè. Khách người ta đã nhuộm cái màu 6.66 rồi, nhưng mà cái tóc của người ta ra đến 10 cm, 10 cm là có dài không các bạn? Dài nha, nha. 10 cm là cũng dài đúng không? Nó cũng ra được một phần rồi. Thì khi mà 10 cm là có nghĩa là nó đã trải qua mấy tháng rồi, thì cái màu đỏ này của mình là nó còn được nguyên đỏ không? Hay là nó bị phai đi? Phai đi, đúng không? Và nó phai đi là nó phai ra màu gì? Đỏ mà giảm bớt màu đi nó sẽ ra màu gì? Đồng ánh đỏ, đúng không? Nó sẽ bớt đi cái sắc đỏ rồi thì nó sẽ là còn lại màu đồng ánh đỏ. Thì bây giờ cái người khách đó người ta muốn quay lại và người ta muốn nhuộm màu đỏ như ban đầu, được chưa? Có nghĩa là không phải là sử dụng cái này không, mà là xử lý như thế nào để cho cái tóc của người ta ra được một cái mái tóc đỏ như ban đầu. Thì bây giờ cái cách xử lý của chúng ta như thế nào? Không phải nâng tông. Nâng tông là mình đang nói đến vấn đề là nhuộm 2 lần rồi. Bây giờ mình đang trong bài của mình là nhuộm trực tiếp. Chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Đầu tiên là có cái gì? Pha thuốc nè. Có cái gì? Công thức. Đọc cho các bạn. Có cái màu gì? 6.66 cộng 0.00 cộng mix 0.6 cộng oxy 9%, được chưa? Được chưa các bạn? Rồi, có nhiêu đây viên thuốc rồi đó. Bây giờ mình sẽ chia ra. Chia ra một cách nào? Một cái mái tóc này, rồi các bạn cho mil lên cho mình đi, cho gam mình đi, bao nhiêu? Vừa sợi 100 nha, 100 ml. Thì mình sẽ có cái gì? 0.66 là bao nhiêu? 50 gram, cộng với 50 gram 0.00 và cộng với 5%, đúng không? 5% của phần trăm là bao nhiêu? Là 5 gram. Được chưa? Được chưa các bạn? Cái này chứ nó không có những con số nhiều con số không giống trong ngân hàng đâu. Rồi các bạn dễ tính mà, được không? Rồi mình sẽ có công thức như vậy. Rồi cách nhuộm của chúng ta nó sẽ được như thế nào? Cách thực hiện theo các bạn là chúng ta sẽ nhuộm như thế nào? Nãy là mình tóc nguyên thủy từ trong ra ngoài rất là dễ đúng không? Còn bây giờ tóc 2 khúc rồi các bạn xử lý đi. Theo các bạn, bây giờ là mình nhắm, mình nhìn cái gì trước? Nhìn phần tóc nào trước? Phần tóc nguyên thủy là 10 cm đúng không? Thì bây giờ theo các bạn là mình sẽ nhuộm cái gì trước? Nhuộm cái phần tóc nguyên thủy. Nhuộm hết luôn? Không, trừ chân ra. Trừ chân ra thì là chính xác là mình nhuộm bao nhiêu phần?
7 phần. Okay, các bạn, mình sẽ nhượng phần này này các bạn, phần này mình sẽ nhượng phần này trước. 7 cm là mình sẽ trừ 2 đến 3 cm này ra, được chưa? Rồi khi mà chúng ta nhượng cái phần này, được chưa các bạn? Để thời gian từ 20 đến 25, nhưng mà trong cái trường hợp này chúng ta sẽ để 20 phút thôi, được chưa? 20 phút chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ kiểm tra. Nếu mà cái tông này nó bằng cái tông này, nhưng mà nó có giống nhau chưa? Chưa. Bởi vì sao? Các bạn đang hiểu ở đó, giải thích thêm đi. Cái này nó có màu gì? Đỏ. Đỏ nhiều, còn cái này nó đã bị trôi đỏ rồi, đúng không? Nhưng mà cái cấp độ sáng của nó là bằng nhau, đúng không các bạn? Thì bắt đầu là mình sau 20 phút này nó bằng sáng rồi, nhưng mà ở đây trong cái màu chắc chắn là sẽ đẹp hơn ngoài, đúng không? Thì bắt đầu là mình sẽ nhượng cái gì tiếp? Theo các bạn là mình sẽ kéo ra ngọn hay là kéo vô chân? Kéo ra ngọn, kéo ra ngọn. Kéo ra ngọn hay kéo vô chân? Kéo ra ngọn. Không. Các bạn chọn lại cho mình đi. Kéo, nếu mà kéo ra ngọn, trong cái quá trình mà các bạn kéo ra ngoài ngọn là cộng thêm 10 phút, đúng không? Các bạn vô thuốc là mất 10 phút, kéo ra ngoài ngọn mất 10 phút là bao nhiêu rồi? 30 phút rồi. Cộng với thời gian mà các bạn để cho nó ngấm cái đuôi nữa là bao nhiêu phút rồi? Mình chưa nói đến. Rồi sau đó các bạn lại mất 10 phút đi vô trong chân, thì chạy ra cái tóc này nó biết bao nhiêu thời gian. Mà nếu mà biết bao nhiêu thời gian như vậy thì cái cuối cùng cái phần tóc này nó chính là cái phần tóc bị sáng nhất, đúng không các bạn? Nó đã ngậm thuốc cả bao nhiêu rồi? Hơn 45 phút rồi. Mà trong đây là nó đã chiếm được một nửa cái không thông. Thì cái tóc của các bạn nhuộm xong các bạn sẽ thấy cái trường hợp của cái phần giữa nó bị sáng, được chưa? Do đó cái bước này mình sẽ làm sao? Bước này là bắt đầu mình sẽ vận dụng y như người máy vậy đó. Các bạn sẽ làm nhanh cho mình nhé. Bắt đầu mình sẽ vô trong trình tóc, được chưa? Xong cái phần này 20 phút rồi, bắt đầu mình sẽ quay qua mình vô chân tóc. Và chân tóc để bao nhiêu phút? 5 đến 7 phút thì mình sẽ để 5 phút. Ok chưa? Các bạn sẽ bôi thuốc xong vô phần chân, rồi mình sẽ để gần 5 phút. Bắt đầu là cái chén thuốc đó của mình á còn các bạn sẽ phút từ đây ra ngoài đây. Bởi vì sao? Cái này nó đã có màu rồi, nó đã từng nhuộm cái màu đỏ rồi, thì bây giờ các bạn chỉ cần vuốt qua một cái thôi là nó ăn cái màu liền. Người ta gọi là cái gì? Người ta gọi là phủ màu đó. Áo cái màu lại cho nó mới cái màu đuôi á, đúng không? Đó, thì các bạn sẽ đưa lên thân đây từ 5 cho đến 7 phút, 5 phút nha. Rồi bắt đầu là mình sẽ lấy cái chén thuốc đó và mình sẽ bôi tiếp tục ra mặt đuôi tóc. Ok chưa các bạn? Hả? Cái phần ngoài cái tóc á hả? Phần ngoài cái tóc là mình bôi qua khoảng chừng 5 phút thôi là mình sẽ căng cái màu. Bởi vì cái này ở ngoài nó đã có màu rồi, nó đã mang cái hạt, nó đã là cái nền đỏ rồi mà nó bị trôi thôi. Thì khi mà các bạn phủ nhanh qua là cái tóc của nó đã thấm rồi, được chưa các bạn? Và khi mà mình bôi ra cái đuôi này rồi thì mình có cần phải bắt mỏng từng lớp nữa không? Không, mà mình sẽ bắt lên khoảng chừng 2-3 lớp một lần, nó nhanh lên để làm gì? Áo lại cái màu đuôi cho nó mới, được chưa? Thì khi đó là các bạn làm đến cái bước này rồi là nguyên cái tóc của chúng ta nó sẽ đều. Và nếu mà làm ngược lại giống như các bạn hồi nãy mà các bạn cho ra ngoài đấy trước á, là nó sẽ sao? Nó sẽ sáng lên mà ở trong chân nó chưa lên màu, đúng không? Mà một cái mái tóc mà dùng là các bạn nhớ từ 40 đến 45 phút thôi, đừng có để hơn quá, được chưa? Các bạn hiểu chưa? Thì đây chính là hai ví dụ thực tế mà các bạn sẽ gặp rất là nhiều. Bởi vì sao mình về mình không phải là gặp cái con số tóc đỏ, mình không có gặp tóc đỏ đâu, nhưng mà mình gặp nhiều cái màu khác thì mình sẽ biết được mình xử lý. Quan trọng là như thế nào? Đầu tiên là nãy giờ qua hai ví dụ rồi, thì cái đầu tiên các bạn sẽ nhắm đến là cái gì? Phân loại sợi tóc. Thứ hai là cái màu đó có nhuộm trực tiếp hay không, được chưa? Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành như vậy, được chưa các bạn? Rồi qua hai ví dụ, có ai thắc mắc gì không? À, đây là ví dụ này là mình đã gom hết những cái lý thuyết từ đầu đuôi vô rồi đó, kẻ màu mít luôn. Rồi có ai thắc mắc gì không? Không, đúng không? Nếu mà không thắc mắc thì mình sẽ tiến hành là mình hôm nay các